Chị hỏi em gì nè, em ơi, em xài kem face vậy đó, rồi lâu lâu em có tẩy tế bào chết cho mặt hay không? Tất nhiên là có rồi mọi người. Nhưng mà em chắc á, mấy chị sẽ nghĩ là em cầm tiền ra để mua những cái tiếp tẩy tế bào chết hàng hiệu phải không? Không có đâu mấy bà ơi, như em nói với mấy bà là cái nào là hàng thiên nhiên là em ưu tiên hết á. Thì đây là cái cách mà em hay tẩy tế bào chết cho da của mình nha. Một tuần á, em sẽ làm 2 lần. Còn tuần nào mà đi làm mệt quá thì em làm có 1 lần hả mấy chị? Cái cách này á, nó sẽ giúp da của mình sạch sâu nè, loại bỏ đi những lớp tế bào chết trên da và giúp nâng tông da của mình luôn nha. Thì sau khi mà tẩy tế bào chết xong á, em sẽ đắp mặt nạ để thư giãn á mấy bà. Mặt nạ này á thì một tuần mình đắp 3 đến 4 lần cũng được. Chứ em á là do em đi làm nhiều khi em mệt mỏi á, ngày nào về em cũng đắp hết trơn á mấy chị, mà đặc biệt là da của em không có bị khô nha, càng ngày càng trắng, càng ngày càng căng mướt. Mặt nạ diếp cá thì mấy chị đã nghe qua chưa, chứ em là em xài rồi em ghiền luôn á mấy chị. Mỗi lần mà mấy chị đắp 15 20 phút rồi mấy chị lao ra là cái da của mấy chị nó nâng tông luôn á. Cái em này á thì nó giúp da của mình kháng viêm kháng khuẩn nè, nó trị được thâm mụn cho da của mình luôn nha mấy chị ơi. Cái da của em á là thuộc tiếp da dầu cho nên là rất là dễ lên mụn luôn á mấy chị.